Ừ, hai người thì nó không tính giờ, ba người bắt đầu tính giờ, 40 phút. Ok, bài cuối nói về lựa chọn làm huấn luyện viên. Chúng ta có nhiều con đường, sau khi đã học xong thì chúng ta có thể lựa chọn nhiều cái con đường để theo đuổi cái nghề nghiệp này, cái lĩnh vực trong cái ngành công nghiệp về sức khỏe này. Mà đây cũng là cái ngành công nghiệp tỷ đô, kiểu thấy trên mạng chỉ nói cái ngách mà buôn bán sản phẩm giảm cân thôi, nó đã là một cái thị trường màu mỡ rồi. Thì bên cạnh đó nó còn nhiều cái thị trường khác. Ví dụ như sau khi chúng ta học xong hết rồi, các bạn có thể hứng thú một cái chủ đề nào đó trong xuyên suốt chương trình học. Ví dụ các bạn hứng thú về khắc phục chấn thương hoặc là chỉnh sửa tư thế, các bạn có thể đào sâu hơn, tìm hiểu thêm về những cái tài liệu về đó. Hoặc là các bạn hứng thú về dinh dưỡng, có thể học thêm chuyên về dinh dưỡng. Hoặc là muốn training cho trẻ em thì có thể chọn cái đối tượng của mình như vậy. Hoặc là người già, hoặc là phụ nữ mang thai gì đó, mấy bạn nữ gì đó. Hoặc là training cho vận động viên chẳng hạn. Đó thì chúng ta học tiếp cao hơn. Thì đối với như vậy, cái chứng chỉ này là cái chứng chỉ gọi là đầu tiên, cái bước đi đầu tiên trên cái hành trình thôi, chưa là gì hết. Nên khi chúng ta đã kiểu hứng thú một cái gì đó, chúng ta tìm hiểu đào sâu hơn vào một cái ngách của thị trường, thì lúc này chúng ta có thể tăng được cái giá trị. Tại vì sao? Tại vì hồi xưa á, ngày xưa thì chúng ta đi làm cứ đi tập xong rồi có kinh nghiệm rồi đi đi làm PT thôi, không ai đòi hỏi cái chứng chỉ gì hết trơn. Về sau bắt đầu có nhiều người người này kia khoe, à có học liên đoàn, có chứng chỉ này kia nọ, thì bắt đầu chúng ta cũng đi học liên đoàn, chúng ta có chứng chỉ. Rồi sau này chứng chỉ liên đoàn thì người ta cảm thấy nó không có hiệu quả lắm, tại vì học quá ngắn, học có khoảng 1 tuần là xong rồi, thì cái lượng kiến thức nó không có được nhiều, chỉ học kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi. Nên bắt đầu người ta học hỏi nhiều hơn, ví dụ học chứng chỉ CPT này từ NSM, ACE hay là bất cứ tổ chức nào đó trên thế giới. Rồi thì họ nâng cấp giá trị lên. Mà tại vì sao chúng ta phải nâng cấp liên tục vậy? Vì thị trường nó sẽ bão hòa. À, thị trường nó sẽ bão hòa. Bây giờ nếu nếu chúng ta không có nâng cấp lên thì cái sắp nhỏ lên nó cũng biết tập, nó tập còn khỏe hơn mình, gen nó tốt hơn mình, nó ăn uống tốt hơn mình, à nó phát triển tốt thể chất hơn mình, thì mình có thể tạo cái sự khác biệt bằng việc chúng ta học. Thì mình học được, nó cũng học được, à nó cũng đi đăng ký học những cái khóa ngắn hạn nó được, thì nó vẫn làm PT được. À, vậy mình nên chọn một thị trường ngách mà mình thật sự mình hứng thú về nó để mình có thể đào sâu vào. Tại vì khi đã nói thị trường ngách á, giống như những cái mà mình mới vừa nói nãy á, thì ít người làm, à không phải là quá ít nhưng mà ít hơn so với số lượng PT, thì sẽ ít người cung cấp cái dịch vụ đó. Vì thì lúc này nhưng mà đối tượng khách hàng sẽ luôn có nhu cầu. Ví dụ giờ thì ít nhưng mà có thể sau này phụ nữ mang thai muốn tập luyện, duy trì tập luyện như thế nào, ăn uống như thế nào cho đúng, hoặc là người già muốn cải thiện vận động như thế nào để kháng lại những cái loại bệnh lý do tuổi tác, hoặc là trẻ em muốn tập để phát triển thể chất, hoặc là chỉnh sửa tư thế cho dân văn phòng, hoặc là tập thể vận động viên thể thao đó, bla 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 đó, đủ thứ đó, thì nó mới đặt ra vấn đề chúng ta nên tiếp tục coi coi chúng ta thích cái gì rồi chúng ta hướng đến cái đó. Thì lúc này khi mà ít người cung cấp dịch vụ hơn, chúng ta ít cạnh tranh hơn, chúng ta có đẩy được giá trị ta cao hơn, thì thu nhập chúng ta tốt hơn, vậy thôi, đó quy luật rồi đó. Thì mà đặc biệt á, mình để ý thấy những người mà đang gọi là khá khá nổi tiếng hoặc là thành công bây giờ, bên ngoài cái việc họ tập luyện thi đấu để họ có hình ảnh này kia, thì vẫn những cái người PT khác á, họ từ cái những cái ngành khác nhảy qua nhiều vì họ thấy cái thị trường này phát triển tốt, mà đặc biệt là những cái ngành về học thuật nhiều. Ví dụ sinh viên học bách khoa xong nó cũng qua làm PT, à sinh viên đại học luật xong cũng qua làm PT, hay là đó người ta làm ngân hàng gì đó cũng qua làm PT, người ta tiếp tục kinh doanh chẳng hạn vậy đó. Đơn giản là do cái nghề của mình nó chưa có cơ chế quản lý nó cụ thể, nó chặt, nên ai muốn qua làm cũng được chứ. Mà họ có cái lợi thế do cái ngành trước của họ hỗ trợ. Ví dụ một người học bách khoa hoặc là một người học y, à
họ đã có cái nền tảng về thể chất tốt, cái kiến thức về sinh lý, sinh hóa tốt rồi. Họ tiếp cận những cái khái niệm về huấn luyện viên sẽ dễ hơn. Hoặc là cũng có những người về tập học từ thể dục thể thao ra chẳng hạn. Nhưng mà mình để mấy cái trường mà của nhà nước sẽ thường bị kém ở cái mặt ngôn ngữ, về mặt ngoại ngữ á, và ngoại ngữ nên khó tiếp cận được với cái kiến thức của thế giới, kiến thức quốc tế. Nên trong khi những người mà học những cái ngành khác, ví dụ thậm chí kể cả học sư phạm tiếng Anh, à học về làm xong họ không thích làm cái nghề đó nữa, họ lại qua làm PT vẫn phát triển tốt vì họ có vốn kiến thức tiếng Anh, à hỗ trợ họ trong nghề này đó. Hiện tại thì giống như ai cũng có thể làm được cái nghề này hết, nên chúng ta đang thật sự rất là ganh đua rất là nhiều, à bên cạnh lớp trẻ, bên cạnh những người từ ngành nghề khác nhảy qua đó. Nhưng nói gì nói, cuối cùng cái mà giữ chúng ta lại ở cái nghề này là do chúng ta cảm thấy chúng ta thuộc về cái nghề này, à chúng ta yêu thích nó. Thật ra nói mà cái công việc gì mà nó làm nó có tốt, nó khỏe thì không có nào tốt, không có nào khỏe hết á. Cái nào nó cũng cực, cái nào nó cũng phải đầu tư thời gian công sức hết. Nhưng mà cái giữ chúng ta ở lại gắn bó với cái nghề á, là do ta thích, do chúng ta thích, à chúng ta thích nên mới người ta mới đánh giá cái việc quan trọng, cái tầm quan trọng của việc coi mình có đam mê một cái việc gì đó hay không. À nếu như chúng ta đến với nghề chỉ vì cảm thấy ai cũng làm được, ai cũng làm nhiều tiền được, chúng ta đến thì khi có một cái biến cố hoặc một cái trục trặc gì đó xảy ra thì mình sẽ dễ bỏ, mình không có theo nữa. Hoặc là đơn giản khi đến mà không vì cái niềm đam mê của mình mà chỉ vì lợi nhuận thì đôi khi chúng ta lại đi sai đường, theo kiểu chỉ to tập trung vào kiếm tiền, thu lợi nhuận bằng mọi cách chẳng hạn vậy. Nhưng đây là cái nghề nó ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người, những người khác. Nên chúng ta cần xác định trước cái tầm nhìn với lại cái nhiệm vụ của chúng ta. À đó, từ đó mình mới nói qua ý thứ hai. Ý thứ hai là kể cả chúng ta làm cá nhân, freelance, hay chúng ta làm ở một cái tổ chức nào đó, commercial gym, phòng gym thương mại, nhỏ hay lớn gì không cần biết, hoặc là chúng ta mở phòng gym, à, các thứ, mở phòng private hoặc mở một cái phòng bình dân thương mại gì đó của chúng ta đó, hoặc là hùng vốn mở ra. Bây giờ về cái việc mở phòng gym thì nó không còn quá khó như hồi xưa nữa. À, thiết bị này kia nọ cũng nhiều nhà cung cấp hơn, thiết bị ngày càng hiện đại hơn. Rồi mình bỏ tiền ra mình mở một cái phòng được thì người ta cũng bỏ tiền người ta mở được. À bây giờ mình biết hợp tác, người ta cũng biết hợp tác. À cái gì người ta cũng làm được hết. Và đặc biệt khi mà một cái thị trường nó màu mỡ, nó hấp dẫn á, thì ai cũng sẽ vô tham gia làm, dẫn đến việc cạnh tranh tăng hơn, tăng cao. Nhưng mà cái như là cái hiện tượng như là đang dịch bệnh hiện nay cũng là một cái thử thách cho cái nghề này. À yêu cầu cái người hoạt động phải linh hoạt thay đổi, ví dụ như chuyển qua training online hoặc là làm kiểu chuyển hướng qua những cái ngách khác, ví dụ như là như mình đang dần chuyển dần sang đào tạo nhiều hơn đó, thì sẽ không phải vướng về vấn đề là dạy khách nhiều nữa, kiểu như vậy. Hoặc là hoặc là khi mở phòng gym thì chúng ta cũng phải cân đối giữa chi phí, lợi nhuận các thứ. Nhưng mà nói gì nói, cuối cùng là về tầm nhìn với nhiệm vụ, giống như tất cả các loại công ty khác thôi. Tầm nhìn với nhiệm vụ của cái nghề này là mang lại sức khỏe, lợi ích về sức khỏe cho cái người khách hàng. À, còn nếu như mà chúng ta xác định nó đi ra ngoài những cái đó thì đôi khi nó lại không đúng với cái nghề này. À, ví dụ như chúng ta chọn lĩnh vực, à muốn training cho các bạn để giảm béo đi, thị trường ngách chúng ta là các bạn muốn giảm béo, à thì chúng ta mong muốn cái gì, mong muốn là tất cả mọi người tham gia được giảm béo, được cái sức khỏe tốt hơn, cải thiện sức khỏe tốt hơn, chống lại các bệnh lý mãn tính các thứ đó, thì đó là cái tầm nhìn, cái nhiệm vụ của chúng ta, và từ cái đó nó tạo nên giá trị của dịch vụ của mình. À chứ không phải vì mình thấy nhiều người cần giảm béo quá cái mình thôi mình đi làm giảm béo, à mình đi làm giảm béo thì lúc này sẽ có những cái nó không có được đúng lắm, nó xảy ra. Hoặc là tương tự như một cái thị trường ngách khác, ví dụ như chỉnh sửa tư thế cũng vậy. À, chỉnh sửa tư thế, mình thấy nhiều người sau khi học qua hoặc là biết sơ qua về những cái chương trình quốc tế CPT các thứ
nghe biết nôm na về trigger point các thứ thì bắt đầu tự xưng mình là chiropractic đồ, chỉnh sửa tư thế, bẻ xương rắc rắc đồ chẳng hạn. Thì thật ra đó là một cái thứ, một cái nghề, bất kỳ một cái nghề nào cũng phải cần thời gian bỏ công sức ra để học. Để làm chiropractic ít nhất họ phải mất 8 năm để học về tất cả mọi thứ, như chúng ta học sinh lý, sinh hóa, về cấu tạo cơ thể như thế nào, rồi thực hành nó như thế nào. Những cái nghề đó bên nước ngoài họ yêu cầu phải làm bao bao nhiêu trăm giờ đó để hoàn thành chứng chỉ. Còn ở đây người ta không có quản lý, không ai quản lý việc đó hết. À, nên để tìm một cái dịch vụ nó đúng đắn thì cũng khó. À. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người ta học bài bản, người ta đi làm thì cái đó tốt thôi. Còn ở đây đang muốn nói là cố gắng làm sao hướng cho nó đi đúng, hướng đi đúng của mình để tạo ra đúng cái giá trị cần thiết. Rồi. Rồi khi mà mình xác định được tầm nhìn nhiệm vụ mình rồi thì mình cũng dần mường tượng ra cái chân dung khách hàng của mình là ai. À, chân dung khách hàng của mình là ai, là những người văn phòng hay là những bà mẹ sau sinh hay là trẻ em hay là vận động viên hay là bất cứ gì đó, hay là người muốn giảm béo. À, chúng ta nên chọn thị trường ngách, xong sau đó chúng ta xác định à họ là ai, họ ở đâu. À, chúng ta phải biết vậy là cái đặc tính của cái đối tượng khách hàng mình là gì. À, mình không khuyến khích là ôm hết. À, chúng ta hiện tại ở trên mạng xã hội các thứ mình thấy là hầu hết các bạn đều quảng cáo là mình tốt hết, mình tốt mọi thứ, mình giỏi cái mọi thứ cả, nên cái gì cũng phải làm được. Ví dụ như chỉnh sửa tư thế cũng làm được, lên chế độ ăn cũng làm được, thậm chí còn nhiều người chỉnh điều trị bệnh lý cũng được. À, tăng cơ giảm mỡ gì cũng được hết trơn. À, cái gì giống như là cái nghề PT này giống như còn hơn là bách khoa toàn thư, hơn là giáo sư tiến sĩ nữa. À, kiểu vậy đó. Thì thật ra mình cần xác định rõ, mình cần xác định rõ thật sự nếu chúng ta mà muốn làm nhiều thứ như vậy á thì khó để đạt được cái đỉnh cao của một cái gì đó. Người ta gọi là nhất nghệ tinh, nhất nhất thanh vinh, tức là tập trung một thứ thôi. Ví dụ một ngày mình dành 24 tiếng hoặc là 12 tiếng để mình học một thứ, nó sẽ tốt hơn là mình bỏ ra 12 tiếng và học cho 10, 12 thứ khác nhau và mỗi thứ mình chỉ học được một tiếng thôi. Thành ra cái gì mình cũng biết, mà mình biết sơ sơ, cái gì mình cũng biết sơ sơ hết trơn. À, ai nói gì mình cũng nghe, mình cũng thấy quen, cũng thấy biết, nhưng hỏi sâu vô mình không biết nó là gì. Đó kiểu như vậy. Thì đó là để chúng ta hình dung được chân dung khách hàng của mình. À, chẳng hay các bạn đã có chân dung khách hàng của các bạn hay chưa? Ví dụ Tuấn, tới giờ có nghĩ đến chân dung khách hàng mình là gì không? Hay là general, tổng quan chung sao cũng được. Hay là học xong rồi có thấy mình hứng thú với một cái ngách nào đó hay không? Thường là chung chung À, thường là chung chung. Đa số khách hàng đến phòng gym, ví dụ những phòng bình dân là chung chung. Thì cái mức giá cũng sẽ chung chung. À, cái gì cũng sẽ chung chung ở mức độ bình thường, trung bình. À, còn ví dụ mình chuyên một mảng, một ngách, ví dụ như mình chuyên về chỉnh sửa tư thế. Ừ. Mình quảng bá mình ở cái dạng là mình chỉnh sửa tư thế, thì những người có vấn đề về tư thế cần, họ biết họ có vấn đề, họ cần chỉnh sửa, mình sẽ tập trung vào vấn đề đó thôi. Và lúc này không phải ai cũng chỉnh được thì mình sẽ có quyền nâng giá lên, kiểu hơi như vậy đó. Hoặc là mình bây giờ ai cũng có thể hiểu cơ chế tăng cân giảm mỡ, tăng cơ giảm mỡ gì các thứ rồi đó. Giảm béo, cái thị trường giảm béo đã quá đông, quá là cạnh tranh rồi đó. Thì bây giờ mình nếu muốn cải thiện cái thu nhập, tăng mức giá lên, mình có cách là mình chọn thị trường ngách khác, không nhất thiết là phải cứ phải suốt ngày cứ giảm béo các thứ. Thật ra giảm béo vẫn là một cái câu chuyện muôn thở của mọi người, nhưng mà thật ra nếu mà làm giảm béo đúng đắn thì vẫn còn đất dụng võ, tại vì ở ngoài kia còn rất nhiều thứ nó sai, nó không đúng, thì chúng ta làm cái đúng thì nó sẽ ok, miễn làm gì làm cuối cùng quay lại cái đúng nhất là được, chẳng hạn như vậy đó. Hình dung đối tượng khách hàng của mình chẳng hạn. À, không biết Dũng có trước giờ có làm freelance không hay là làm cho trung tâm lớn thôi? Trước giờ chỉ làm cho Elite thôi, À, trước giờ chỉ làm môn trường đầu elite. tiên thôi đấy. À, đúng rồi. Ok. Duyên sau này có muốn làm PT không? Sao phát Duyên sau này có muốn làm PT không?
nếu cuộc đời đưa Cuộc đời đưa đẩy, đưa tới đâu thì mình đẩy hả? đẩy. Nhưng mà cảm thấy có hứng thú, có đam mê không với công Có việc? thì có thì có. Ok, đó thì sau khi học xong mọi người biết được nhiều thứ rồi, bắt đầu chúng ta sẽ xác định xem mình nên chọn thị trường ngách nào các thứ đó để mình follow nó, để mình tập trung tâm huyết cho nó. Ví dụ mình muốn sau khi làm PT thời gian rồi, giờ mình muốn tại vì mình thấy kiểu như bên ngoài kia thông tin còn nhiều cái sai quá, nhiều người còn bị những cái lầm tưởng quá. Mình muốn giúp cải thiện cái chất lượng chuyên môn của PT thì sau này mình sẽ hướng về hướng đào tạo những cái bạn mới vào nghề hoặc những bạn thậm chí là muốn cải thiện về kiến thức chẳng hạn như vậy, thì mình cố gắng mình truyền đạt tốt nhất có thể cho các bạn về cái đó. Đó thì đó luôn của một cái thị trường ngách của mình. Đó. Rồi. Để mà duy trì được cái công việc, không phải cứ kiếm nhiều khách là tốt. Không phải cứ kiếm nhiều khách là tốt. Tại vì sao? Tại vì khách mới đến thì xong khách mới sau khi tập một thời gian rồi họ đi, rồi người khác mới lại đến nữa, thì cái người cũ đi người mới đến liên tục như vậy thì cuối cùng cũng cái gọi là cái capacity của cái phòng gym của mình chẳng hạn, hoặc số lượng khách của mình chẳng hạn, nó cũng đâu thay đổi gì. Ví dụ như bây giờ mình đang kèm được 5 khách, bắt đầu có thêm 2 người vô rồi 2 người khác lại nghỉ thì mình cũng vẫn có 5 khách. Mình không ít cải thiện được doanh thu chẳng hạn vậy, trừ khi mình tăng giá. Nhưng mà tăng giá thì sẽ kén khách chẳng hạn như vậy đó, nó nhiều lý do. Hoặc là bây giờ mình làm ở phòng gym, mình kinh doanh phòng gym private hoặc là private hoặc là commercial gì đó, hoặc là các bạn làm ở vị trí quản lý đồ, các bạn muốn tăng doanh thu thì không thể nào cứ dựa vào việc cứ suốt ngày đi tìm khách hàng mới ở đâu ra, và rất là nhiều đối thủ cạnh tranh. Thì thay vào đó chúng ta vừa tìm khách hàng mới, chúng ta vừa củng cố khách hàng cũ bằng cách nâng cao dịch vụ lên. Thì nâng cao bằng cách gì? Nâng cao bằng cách cải thiện chất lượng dịch vụ bằng cách đào tạo nhân viên, rồi cải thiện nâng cấp cơ sở vật chất, rồi cải thiện dịch vụ làm sao cho họ hài lòng nhất có thể, để cái cuối cùng mình được cái gì là mình được cái sự trung thành của người khách, customer loyalty. Mình đầu tiên giúp đỡ họ, giúp đỡ khách hàng lấy niềm tin, trust, lấy niềm tin đó bằng cái việc chúng ta giúp đỡ họ để họ giải quyết được vấn đề, giải quyết được vấn đề của họ, là take care họ mọi thứ. Rồi từ cái đó chất lượng dịch vụ chúng ta tăng lên, và từ đó thì cái người này nói người kia truyền miệng qua lại chẳng hạn đó, thì tiếng lành đồn xa, thì lúc này khi họ tin tưởng dịch vụ họ sẽ ở lại họ tập. Và bên cạnh đó mình cứ trong lúc mình hướng dẫn khách cũ thì vẫn có những người mới, những khách tiềm năng mới họ tìm đến chẳng hạn như vậy đó. Thì thay vì chúng ta cứ cố gắng tìm người mới, chúng ta nên tập trung vào những người vừa mới vừa cũ, luôn tập trung vào chất lượng dịch vụ thì sẽ là tối ưu nhất. Rồi đặc biệt giống như freelance chẳng hạn, chúng hồi đó mình cũng làm freelance, thì cái việc mà duy trì được cái customer loyalty này nó là một phần giúp cho chúng ta ổn định được cái mức thu nhập để chúng ta có thể yên tâm cải thiện chất lượng bằng cách chúng ta học cái khác, chúng ta cải thiện chất lượng của chúng ta lên. Còn bây giờ nếu như cứ người này tập xong mà nghỉ rồi đến vậy mình phải đi bắt đầu làm những cái thứ như là quảng bá bản thân lên, rồi cứ chụp hình, rồi phải ví dụ giờ bí quá thì giờ phải đi thi đấu rồi để có hình ảnh, hoặc là ăn kiêng tập luyện đủ thứ đó, rất là nhiều thứ nó sẽ chi phối chúng ta, nó chi phối chúng ta nhiều thứ làm cho chúng ta không có tập trung vào việc giữ khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ được, đúng không? Đó nên khi mà cái gì đó cuối cùng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ, tất cả mọi thứ, cái chất lượng sẽ giúp giữ người ta ở lại. Có thể ban đầu họ được ấn tượng bởi cái khả năng marketing, bởi cái bao bì sản phẩm, nhưng bây giờ nếu họ đã xài sản phẩm họ thấy nó không tốt thì chắc chắn họ sẽ đổi sản phẩm, vì đặc biệt là thị trường nếu mà quá nhiều sản phẩm giống vậy thì họ có rất là nhiều lựa chọn khác nhau ha. Rồi nên làm cái gì làm cố gắng cải thiện cái chất mình lên, cải thiện cái chất mình lên, rồi người ta có thể truyền miệng, đặc biệt người Việt của mình cái gì mà thích thú, cái gì mà người ta tin tưởng họ sẽ có xu hướng, và thường kể cả người nước ngoài cũng vậy, họ đều có muốn có xu hướng là rủ bạn bè đi tập chung chẳng hạn, hoặc là họ giới thiệu người này kia với nhau đó. Vậy làm sao cải thiện được chất lượng dịch vụ? Đó là đi học thôi.
học bằng nhiều nguồn khác nhau, học từ trên mạng, tự tìm tòi, học từ video, học từ các cái khóa học ở bên nước ngoài. Vì nó là một, đây là một cái nghề liên quan đến sức khỏe nên họ có cái luật quy định. Mà ở đây thật sự là không phải quy định, ở trong sách này cũng nói là chính phủ không quy định. Chính phủ không có quy định. Nhưng các cái phòng tập họ ngầm quy định với nhau. Các cái phòng tập câu lạc bộ họ ngầm quy định với nhau, đó là ở nước ngoài. Vậy chúng ta sao không thử hình dung nếu mà cái thị trường fitness này nó càng ngày càng phát triển, các phòng tập ở Việt Nam cũng giống vậy. Lúc này họ yêu cầu gì? Họ yêu cầu ít nhất người huấn luyện viên phải có bằng CPT của các tổ chức uy tín mới được tham gia làm việc. Tại vì họ tạo cái lợi thế kinh doanh. Đó, bây giờ ở ngoài chưa có ai có, chưa có nhiều người có chứng chỉ. Đó, thì chỉ cần chúng ta có được chứng chỉ, ví dụ CPT của bất kỳ một tổ chức nào ở đây, các bạn đã thể làm Master Trainer ở những trung tâm 3 sao 5 sao được rồi đó. Có thể truyền đạt lại là ok đó. Đó là đi dạy được. Rồi, nhưng cái này là cái mức thấp nhất đối với ở nước ngoài thôi. Cái chứng chỉ này là cái mức gọi là mức dưới thấp thôi. Để là cái điều kiện đầu tiên để được bước vào cái nghề này. Chứ không phải là mức cao nhất đâu. Ở mình thì tại vì nó còn hiếm nên nó là được xếp hàng cao. Nhưng về sau ai cũng sẽ biết những cái này, ai cũng sẽ biết về những cái chứng chỉ CPT này và họ có thể tự động lấy, đặc biệt những cái lớp trẻ mới lên. Nó có nguồn kiến thức tiếng Anh được tốt, nó tiếp cận kiến thức tốt, nó tự tìm tòi học được tốt. Đó. Nó sẽ là cái một cái lực lượng cạnh tranh lớn. Sau này những cái chứng chỉ này chỉ xếp ở mức có thể làm PT bình thường ở một cái phòng gym nào đó bình thường thôi. Đó là điều kiện đầu tiên chẳng hạn vậy. Đó, và các phòng tập họ sẽ ngầm quy định là đứa nào có chứng chỉ này là lợi thế và được ưu tiên hơn so với những đứa khác. Ví dụ như trước chúng ta làm, chúng ta chưa có kinh nghiệm, chưa có bằng cấp thì ai có bằng liên đoàn là xịn hơn rồi, xịn hơn mấy người khác. Sau này ai cũng có bằng liên đoàn rồi thì đứa nào có bằng quốc tế đứa đó xịn hơn. Sau này cũng vậy, giờ có bằng quốc tế rồi, giờ có cái bằng quốc tế nào xịn hơn chẳng hạn vậy. Chương trình nào khó hơn rồi. Nhưng đặt cái vấn đề nữa là học phải ứng dụng được vào thực tế nữa đó, tại vì nhiều người lại cố gắng lấy càng nhiều bằng càng tốt nhưng cuối cùng lại không ứng dụng được thì cũng hình như không. Học xong phải ứng dụng vô để cho nó tạo kết quả ra sản phẩm rồi đó. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nếu như các bạn muốn lấy chứng chỉ học mấy cái này. Ở mình hiện tại, ở Việt Nam mình hiện tại có những chứng chỉ này đã làm Master Trainer được rồi, có thể lương trên 10 triệu ổn định. Trước khi mình làm ở chỗ mới này thì mình có nộp phỏng vấn bên City Gym, họ cũng nhận nhưng mà lúc đó họ nhận muộn hơn bên này nên mình làm bên này trước. Rồi. Rồi chúng ta có thể chọn nhiều nơi để chúng ta làm freelance hoặc là chúng ta làm training ở nhà, home training. Ở mùa dịch này chúng ta có thể làm online hoặc là chúng ta làm ở những phòng gym thương mại hoặc chúng ta đi dạy lớp. Nếu các bạn thích môi trường đông đúc kiểu vui nhộn, các bạn có thể học về dạy lớp cũng được, cũng là một hình thức. Hoặc là có một số vốn ít khoảng 150, 130 triệu, dưới 200 triệu có thể mở một cái phòng private để làm, dụng cụ không quá nhiều. Đó, như hôm trước mình nói khi mà private, giờ so sánh giữa private với lại commercial chẳng hạn vậy. Thì tất cả các thứ này nó đều có ưu và nhược điểm riêng của nó. Ví dụ như phòng phòng mình phòng thương mại đi. Phòng thương mại thì sao, thì nó có nhiều máy móc đa dạng. Không gian rộng rãi, PT, đội ngũ PT, sale hùng hậu rồi đó, dịch vụ đồ thể hiện cao cấp các thứ, nó sẽ thu hút khách hàng dễ hơn đó, bằng cái quy mô của nó làm người ta bị choáng ngợp bởi quy mô đó, do đó tập đó thì người ta có thể lấy giá cao vì dịch vụ cao, những đồ xịn sò đồ đó các thứ rồi. Nhưng thì cái bất lợi nó là gì, nhược điểm của phòng thương mại là gì, là nó phải chạy doanh số để nó duy trì được cái chi phí. Tại vì chi phí lúc này rất là cao, vừa cơ sở vật chất, vừa nhân viên vận hành, đó, vận hành cả bộ máy lớn như vậy, thậm chí là những cái phòng bình dân thôi cũng phải đã trả mặt bằng, trả điện nước các thứ, rồi bảo trì máy móc đồ các thứ, cũng là một khoản tiền lớn rồi. Đó, so với doanh thu của họ, họ phải luôn cân đối giữa thu nhập đi vào, doanh thu và cái chi phí để làm sao cuối cùng kinh doanh là để có lợi nhuận, chứ không phải kinh doanh tháng mấy trăm triệu cuối cùng không dư cắt nào hết vì nó đi vô chi phí hết.
chẳng hạn như vậy. Đó là cái mặt khuyết điểm. Mà khuyết điểm của cái mô hình này thì sao? Thì vì do chạy về cái doanh thu quá nhiều, đôi khi khó để mà kiểu kéo dài thời gian để mà training nhân viên một cách bài bản được. Nên họ cố gắng đào tạo càng nhanh càng tốt để đưa vào kiếm tiền cho cơ sở. Đó, đó là cái khuyết điểm. Nên đôi khi các bạn làm những phòng gym lớn, các bạn phải tự động tìm các nguồn để học, các thứ khác nhau để học, để chúng ta nâng cao bản thân mình lên. Có thể tiếp tục làm ở đó, hoặc có thể sau này bạn làm ở chỗ khác, hoặc làm độc lập chẳng hạn. Đó. Rồi. Còn nếu như về private thì sao? Private training. Đó, mô hình này cũng mới mới khoảng 3 năm, 5 năm nay mình hay mình biết. Thì nó được cái lợi thế là gì? Đó là đầu tư ít, mặt bằng không cần quá lớn, mặt bằng không cần quá lớn, khoảng một cái phòng vừa vừa là được. Rồi do mặt bằng không quá lớn nên chi phí mặt bằng cũng thấp, đó chi phí thấp, đầu tư cũng thấp luôn. Đầu tư khoảng chừng như mình nói khoảng trăm, 150 triệu là có thể có một cái phòng tương đối rồi đó, phòng private. Rồi thì rồi cái khấu hao của máy móc cũng không nhiều, tại vì ít người xài. Một cái phòng private chừng chắc mấy chục khách hoặc 100 khách là nhiều lắm rồi, đâu có quá nhiều khách để mà ra vô để mà xài máy móc. Thì nó lại có cái nhược điểm là gì? Đó là nó bị giới hạn về cái khối lượng khách hàng. Bây giờ cái không gian quá nhỏ thì chúng ta không thể cùng lúc tiếp nhiều khách được. Người này sẽ đụng trúng người kia, ví dụ tối đa chỉ có thể tiếp được 2 hoặc 3 khách cùng lúc thôi chẳng hạn như vậy. Đó thì lúc này đặt vấn đề là mình phải chọn mặt bằng lớn hơn chẳng hạn như vậy. Đó rồi thứ hai nữa là gì? Về nhân sự. Về nhân sự, nếu các bạn có khả năng, các bạn có thể tự làm, tự training cho khách, nhưng một mình không thể training nhiều khách quá được. Đó, để vận hành, để đủ chi phí các thứ thì chúng ta có thể phải mướn thêm, thuê thêm người. Thì lúc này thuê thêm người thì chúng ta phải chọn người. Thứ nhất là chọn người, thứ hai người ở đây tức là khi training private đó, vì máy móc chúng ta không quá đồ sộ, làm sao để cho khách hàng chọn mình. Thì đó là ở chất lượng của cái người huấn luyện. Cái người huấn luyện đó phải có chuyên môn, phải có kiến thức, thì họ mới biết cách sử dụng các cái dụng cụ đơn giản mà nó vẫn hiệu quả. Chứ không cần phải dùng quá nhiều thứ đồ các thứ ha. Đó thì nếu bây giờ nhân sự chúng ta không mà tìm nhân sự có chất lượng á, thì lương cao hoặc là hiếm, không phải ai cũng có. Rồi hoặc là giờ mình phải tuyển người mới nhưng mà mình phải training cho họ. Thì mình có khả năng training cho họ hay không, hay là mình sẽ kêu họ đi học một cái khóa nào đó, mà nếu họ học thì mình có tài trợ hay không, đó nhiều vấn đề xảy ra. Đó rồi về phòng game thương mại nãy thì đã có bộ phận ví dụ marketing các thứ, họ quảng cáo rầm rộ rồi, thì người làm PT chỉ có việc dạy thôi, khách hàng cũng đã có một nơi đã đến sẵn rồi, có khách đến thì cứ dạy. Còn ở đây nếu kinh doanh private chẳng hạn thì có thể người chủ cái phòng private đó sẽ marketing, mình thì tập trung chuyên môn dạy và duy trì chất lượng dịch vụ. Còn hai, nếu như mình là chủ của cái private đó luôn, mình phải học thêm về marketing, về cách làm sao tương tác được với khách hàng để tạo cái nguồn khách vô, chứ giờ mở phòng ra không có khách cũng không được chẳng hạn vậy. Rồi cũng tương tự private thì freelance cũng vậy, freelancer, người làm tự do. Người làm tự do thì chúng ta phải tự marketing, tự nâng cấp bản thân, tự quảng bá đến mọi người biết, tự làm sao đó để có khách hàng. Đó, nhưng mà cái lợi thế là gì? Chúng ta tự do về thời gian. Chúng ta có thể tự do thương lượng với khách hàng về giá, về thời gian, về lịch tập, về bài tập, mọi thứ. Nhưng mà chúng ta bị bất lợi về cái gì? Phải di chuyển, chúng ta phải đi từ chỗ này đến chỗ kia, thậm chí là không có chỗ để dạy. Tại vì bây giờ nhiều phòng cũng không có cho những người tự do vào dạy nữa. Đó, đó cũng là một cái rào cản. Rồi chúng ta hạn chế được chi phí, hạn chế được chi phí bao nhiêu, hầu như có thể gọi 80% tiền chúng ta thu từ khách có thể gọi là được, là gọi là lợi nhuận luôn rồi đó. Chúng ta không có chi quá nhiều, nhưng mà đôi khi phải chi trả cho các khóa học để nâng cao bản thân chẳng hạn, thì cũng là một phần chi phí. Rồi cũng phải chuẩn bị dụng cụ nếu như khách hàng cần training ở nhà chẳng hạn đó. Và đôi khi training mình còn phải tốn thời gian lên ngồi chờ khách, khách đến trễ hoặc là khách cancel là mình bị lỡ mất một buổi đó, hoặc là trùng giờ tất cả mọi thứ đó. Đó nhiều vấn đề xảy ra chứ, nên mới nói là không có cái nào là dễ hết, cái nào cũng có cái mặt lợi với lại mặt bất lợi của nó. Nên khi chúng ta biết được cái lợi bất lợi thì chúng ta chọn cái nào phù hợp thôi, cái nào chúng ta cảm thấy phù hợp thì chúng ta theo cái đó.
Nếu các bạn thích dạy theo một cái mức lương ổn định, cố định mà không quá nặng đầu, mà có người chi trả lương ổn định, không chạy doanh số cái thứ, thì có thể tham gia ví dụ dạy lớp chẳng hạn đó. Dạy lớp thường người ta sẽ quy định theo cái khung giá của từng lớp luôn, rồi dạy bao nhiêu lớp thì có tiền bấy nhiêu chẳng hạn như vậy đó. Thì chúng ta không, nhưng mà lúc này chúng ta làm sao phải tạo cái sự hấp dẫn của, cho cái lớp của mình, để người ta, khách hàng nó tập nhiều, chứ giờ dạy mà không ai đến thì dần dần ta, cái trung tâm nó cắt cái lớp mình luôn chẳng hạn như vậy đó. Đó, thì làm cái nào nó cũng cần quanh đi quẩn lại thì là chất lượng. Một là chất lượng cơ sở vật chất, còn hai là chất lượng của cái dịch vụ. Mà chất lượng dịch vụ đây là công việc giữa người, tương tác với người, nên chúng ta phải cải thiện từ bản thân ta. Rồi nói tiếp theo là về làm resume, CV. Làm CV thì chúng ta nên nói cái gì? Theo các bạn, CV làm sao để gây ấn tượng được với cái người tuyển dụng? Tuấn có CV của BT không? Không. Nên là một cái để phòng hờ, ví dụ biết đâu sau này làm những trung tâm nói cái mình có liền. Thì làm CV đầu tiên mình phải cho cái nhà tuyển dụng thấy được là cái gì, thấy được là tại sao họ phải thuê mình. Nếu bây giờ mình ghi là tôi đang tìm kiếm một vị trí làm huấn luyện viên ở trung tâm vì thấy môi trường đây bla bla bla, tích cực, năng động, hiện đại mọi thứ, cái đó ai cũng nói được. Thì bây giờ nếu giữa một cái đó vì chúng ta đang tìm vị trí làm việc, môi trường này kia nọ, giữa một cái đó như vậy với một cái CV ví dụ như tôi đã có kinh nghiệm bao nhiêu năm, rất là đam mê với nghề này, tôi mong muốn mang lại giá trị gì đó, tôi tin tưởng vào cái khả năng của mình các thứ, thì đôi khi nó lại tạo được cái ấn tượng hơn. Mà thật sự nếu chúng ta có cái đam mê giống vậy, chúng ta có thể hiện ra thôi, thể hiện ra cho cái người tuyển dụng họ thấy được. Rồi vì một ngày á, cái người tuyển dụng đó có thể tiếp xúc rất là nhiều cái hồ sơ khác nhau, nên mình nên dùng những cái điểm nào để nhấn mạnh cái sự khác biệt của chúng ta, chứ không nên lựa những cái mẫu có sẵn vì ai cũng biết giống nhau được đó. Thì chúng ta nên làm cái gì đó để có một cái chất riêng của mình, một cái lý tưởng riêng của mình, một tầm nhìn riêng của mình, để biết đâu cái người tuyển dụng này họ cảm thấy hứng thú về cái tầm nhìn đó của mình, họ muốn tìm hiểu thêm thì họ call mình lên phỏng vấn chẳng hạn vậy. Rồi thứ hai, một education là năng lực học tập của chúng ta đã có cái gì, ví dụ học từng lấy chứng chỉ gì, từng tốt nghiệp cái gì, kinh nghiệm làm việc bao nhiêu lâu, có liên quan gì đến cái nghề này, vị trí này hay không. Ví dụ như họ tuyển PT thì họ sẽ hỏi các bạn làm được bao lâu rồi, có các chứng chỉ gì. Rồi khách, ví dụ hỏi thêm một vài câu là khách điều kiện như thế này thì nên tập như thế nào đó để test về khả năng của chúng ta. Hoặc bây giờ họ tuyển vị trí Master Trainer thì họ có thể hỏi là bạn học qua các chứng chỉ nào, có giáo án chưa, hoặc là đã từng dạy cái gì hay chưa chẳng hạn vậy đó, nhiều thứ liên quan. Rồi bên cạnh đó cũng có thể, chúng ta cũng có thể show cho họ thấy về thành tích thi đấu chẳng hạn, hoặc là tham gia các kỳ thi gì đó, hoặc là các cái hoạt động gì đó, hoặc là kỹ năng của chúng ta, những cái kỹ năng mềm, hoặc là khả năng tự tin nói trước đám đông, khả năng thuyết phục, khả năng tư vấn, hoặc là cái gì đó, tất cả mọi thứ đều nên show ra được cho cái người tuyển dụng thấy, để làm sao họ có thể nán lại đọc cái CV của ta. Tại vì khi tiếp xúc với một ngày có thể hàng chục, hàng trăm cái CV, thì một cái họ cầm lên họ có thể liếc qua khoảng 30 giây họ quăng qua bên, nếu như chúng ta không có tạo được cái ấn tượng chẳng hạn vậy đó. Rồi đó là về viết cái CV. Các bạn thắc mắc gì không? Nãy giờ nói hơi nhiều, các bạn thắc mắc gì không? Này chia sẻ ở góc độ cá nhân kết hợp với một số ý trong sách thôi. Ok Phan đó. Ok. Duyên thắc mắc không? Có định hướng sau này làm đâu chưa? Có. Rồi. Đã hết sợ. Đã hết sợ. Rồi. Ok. Về mặt marketing. Marketing thì BT cũng là một cái nghề, cũng là một cái dạng doanh nghiệp. Thì cũng giống như tất cả mọi cái nghề khác, thì nó cũng phải theo những cái nguyên tắc của marketing. Ví dụ như là quy tắc 4P chẳng hạn nè. Đó, 4P về
promotion, làm sao để quảng bá cái thương hiệu của mình ra mọi người biết về sản phẩm, cái product của mình, cái sản phẩm mình nó tốt hay chưa, nó làm sao để show ra được cái giá trị của cái sản phẩm đó. À, cái này là cái giá trị. Và tiếp theo là về cái price, tức là cái giá cạnh tranh. Cái giá này, cái sản phẩm của mình, nếu mà mình thấy chất lượng nó tốt thì mình tất nhiên không thể nào để giá quá thấp, người ta sẽ đánh giá thấp cái chất lượng dịch vụ của mình. À, còn bây giờ để quá cao thì sẽ kén khách, chẳng hạn như vậy. À, và làm sao chúng ta có thể cạnh tranh được với những người, những cái đối thủ cạnh tranh chẳng hạn, hoặc những người cùng làm việc đó. Đó thì có nhiều chính sách, nhiều cách để thay đổi. Rồi ví dụ như place là địa điểm nơi chúng ta hoạt động, à, kể cả freelance hoặc là nếu các bạn sau này mở phòng gym chẳng hạn thì nên chọn nên mở ở đâu, mở gần trường học hay mở gần chợ hay là mở gần trung tâm làm đẹp hay mở gần đâu đó. À, tất cả mọi thứ đều phải suy nghĩ những cái đó. Promotion thì chúng ta có những cái chương trình về sale, quảng cáo rồi hay là nhờ người nổi tiếng, à, nói chuyện với người nổi tiếng chẳng hạn rồi họ tag mình vô đó, hoặc là soạn nội dung content để viết bài. À, ví dụ như các bạn nếu mà đang làm freelance, thậm chí là các bạn làm ở các phòng gym, các bạn cũng nên viết những nội dung liên quan fitness và post lên Facebook của mình. Để vì sao? Để cho khách hàng, tất nhiên các bạn cũng sẽ kết bạn với khách hàng của chúng ta, thì khách hàng cũng có thể một phần tin tưởng, đứa này nó có học, nó có cập nhật các thứ rồi, hoặc là bây giờ họ muốn giới thiệu một người nào khác thì không lẽ họ nói gì, họ đâu biết nói gì. À, hoặc là đơn giản nhất, họ có thể share một cái bài viết của chúng ta cho bạn bè của họ, họ có cái để họ share. Ví dụ có chị em tôi muốn giảm cân mà nó đang giảm sai cách, giờ tôi muốn giúp nó mà tôi không biết giải thích sao, chỉ có PT mới giải thích được, thì tìm lại cái trang của PT của mình, share cái bài viết về giảm cân cho bạn chị em mình. Đó là một cách. Thì lúc này khách hàng đã marketing gì mình, lúc này thì cả hai đều có lợi, khách hàng bên kia cũng có lợi, cái người chưa tập với mình cũng có lợi, mà bản thân mình cũng có lợi, là mình được cái cơ hội tiếp xúc với khách hàng tiềm năng. Ok, mình tạm thời ngưng cái call đây, cái còn 1 phút rồi mình call lại.